Cái vấn đề thứ hai mà thầy muốn chia sẻ trong bài giảng ngày hôm nay là vấn đề liên quan đến chuyện là tư duy. Tại sao lại nói là tư duy? Thì không hiểu là có các bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi này hay chưa? Có thể là có bạn có rồi, nhưng cũng có thể là có những bạn chưa từng nghĩ tới. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp vấn đề là chúng ta học hóa để làm gì? Đúng không ạ? Chúng ta học hóa để làm gì? Chúng ta học toán để làm gì? Chúng ta học lý để làm gì? Thậm chí là các môn học khác nữa. Chúng ta học để làm gì? Và chúng ta dùng nó vào việc gì? Đúng không ạ? Tại sao mà thầy đặt ra vấn đề này? Thực ra nếu như bạn nào mà theo dõi top blog Yahoo blog Opera của thầy từ những năm 2006, 2007, 2008 thì các bạn thấy là thầy có một cái slogan là đẳng cấp tư duy của người học hóa. Đẳng cấp tư duy của người học hóa. Thế thì có những người thì cho rằng là thầy ngạo mạn. Thực ra thì cũng có thể đúng. Thầy không quá phủ nhận điều đó. Tức là mỗi một người có một cái cách thể hiện cá tính riêng. Có thể là có người cho rằng thầy như thế là ngạo mạn. Thầy thì cho rằng đó là quan điểm của thầy. Thầy chia sẻ như thế. Nó thể hiện cái cá tính của thầy. Và thứ hai nó thể hiện cái quan niệm của thầy về việc học. Chúng ta học là để lấy cái tư duy. Tức là như thầy vẫn thường nói là kiến thức thì mất đi, nhưng tư duy thì ở lại. Thầy chia sẻ cái vấn đề này vì nhân hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là thời gian vừa qua có rất là nhiều bạn gửi email nhắn tin cho thầy thể hiện sự hoang mang khi mà bộ nói rằng là bộ có thể sẽ đưa ra một cái tổ hợp lại các khối thi, trong đó ví dụ như là khối thi A1 chẳng hạn là toán, lý và tiếng Anh, thì có nhiều bạn hỏi thầy thế bây giờ em nên chọn lý hay chọn tiếng Anh hay là chọn hóa. Đấy là một vấn đề, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai là cái lý do thứ hai nữa là thầy có đọc một cái bài phỏng vấn của tiến sĩ Phan Quốc Việt ở Trung tâm Tâm Việt, một tiến sĩ về toán. Tiến sĩ về toán thì thầy có nói rằng là giá mà ngày xưa tôi không học toán, giá mà ngày xưa tôi không học toán, tôi chỉ chú tâm vào kỹ năng thôi. Thì một tiến sĩ toán mà còn nói như vậy, đúng không ạ? Thì có thể cũng thế khiến nhiều bạn suy nghĩ thế thì mình học toán để làm gì? Vì thầy Việt có nói rằng là những kỹ năng mềm tôi dùng rất là nhiều trong đời sống, chứ còn những cái tích phân đạo hàm cháo giờ dùng đến. Nói như vậy thì về bề nổi có vẻ rất là đúng. Đấy là cái vấn đề mà đang diễn ra cái sự tranh luận trong thời gian vừa qua. Có nhiều người sau khi mà học đại học xong cũng về cứ chăn trở rằng là ô thế ngày xưa mình học tích phân điểm gì, mình học đạo hàm điểm gì, có bao giờ dùng đến đâu. Thế thì cái việc học để làm gì? Đấy là cái mà chắc là cũng có thể có nhiều bạn đã từng nghĩ tới rồi. Thế thì quan điểm của thầy là gì? Chúng ta học bất kể một môn học nào thì cái phần kiến thức ấy, nó chỉ dùng để minh họa cho cái tư duy của môn học đó mà thôi. Còn cái chúng ta đọng lại là tư duy. Có thể là chúng ta học giải toán, chúng ta học tính tích phân, học giải phương trình, đúng không ạ? Là những cái mà sau này chúng ta không dùng tới, trừ phi bạn nào làm giáo viên hay là về nhà kèm con học thì mới phải dùng tới. Thế nhưng mà không phải là việc học đấy là vô nghĩa. Việc học đấy hoàn toàn có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta không giữ lại cái phần kiến thức, sau này các bạn quên hết, tích phân các bạn chả nhớ là gì cả, đạo hàm không nhớ gì hết. Thế rồi là giải phương trình lượng giác cũng không có nhớ, công thức cộng cung ai mà nhớ được, đúng không? Thế rồi kể cả trong môn hóa của thầy, nhiều bạn đã thấy rằng là ui giời ơi, sao ngày xưa mình đi học cái bảng tuần hoàn làm cái gì. Thế thì cái phần kiến thức đấy chúng ta sẽ quên đi thôi. Đấy là điều rất tự nhiên. Thầy bây giờ cũng quên rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà cái tư duy ấy, nó ở lại một cách âm thầm mà các em không nhận thấy đâu. Chúng ta không giải toán bằng những cái phương trình có ẩn là x nữa, ở trên giấy tờ nữa, nhưng chúng ta sẽ giải rất nhiều bài toán của cuộc đời. Mỗi một biến cố xảy ra, mỗi một sự kiện xảy ra trong cuộc đời, chúng ta là một bài toán. Là một bài toán mà những cái thông tin, những cái sự kiện có liên quan, những mối quan hệ có liên quan chính là những tham số để chúng ta giải cái bài toán đó. Mà cái bài toán của cuộc đời thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Đấy, và các em không nên băn khoăn rằng chúng ta học những cái này để làm gì. Học cái gì cũng quan trọng, cũng cần thiết hết. Nhiều bạn là thi khối nào thì học khối đó và dẫn đến việc học thiên lệch, như vậy là không nên. Thầy có thể cái này là có nhiều bạn cho là thầy khoe, nhưng ngày xưa thầy là một người học rất là đều. Thầy từng thi học sinh giỏi các môn toán này, lý này, văn nhé, sử này, sinh này, hóa này, địa này. Đấy, tức là thầy học rất là toàn diện. Đấy, và không hề có gì là mệt mỏi cả. Đấy, quan trọng là gì? Biết cách tư duy. Biết cách tư duy, cái điều đấy mới là quan trọng. Thế còn là những cái kiểu lý luận như ở trên báo chí mà các em hay gặp phải, ví dụ như là các em hay đọc thấy ấy, ví dụ như là thầy này thì ở trường đại học này bảo rằng là học kinh tế thì phải thi toán lý anh chứ tại sao lại thi hóa làm gì, thì điều đấy là một cái sự thiếu hiểu biết. Tất cả những người nói câu đó, cái tầm tư duy người ta chưa tới để người ta hiểu được chân lý của vấn đề là phải học lấy cái tư duy. Có rất là nhiều bạn của thầy bây giờ, trước đây là các bạn đi thi khối A này, theo các ngành liên quan đến tài chính ngân hàng,
kinh tế, chứng khoán đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn mới tiếp rằng ồ giá ngày xưa mà học môn địa kỹ hơn một tí, biết cách phân tích biểu đồ đúng không? Nhìn biểu đồ phát biết ngay rằng là rút ra được kết luận gì, có phải là tốt không? Đấy. Rõ ràng là môn địa nó có ý nghĩa đúng không? Hoặc là ví dụ như là một anh bạn nào đó của thầy muốn mở một công ty sản xuất vấn đề sản xuất cái gì đó đúng không ạ? Mà chưa biết đặt nhà máy ở đâu. Giá như ngày xưa các bạn đi học địa kỹ hơn một tí, các bạn sẽ biết vấn đề về nguồn nhân lực này, phân bố nguồn nhân lực, phân bố tài nguyên, thị trường lao động, thị trường tiêu thụ vân 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 ở nước ta như thế nào. Thì môn địa thực ra là học hết rồi nhưng mà bạn không nhớ thôi. Như vậy là kiến thức cũng quan trọng đấy nhé, kiến thức cũng rất quan trọng, nhưng ngoài ra cái tư duy cũng rất là quan trọng. Thế về tư duy thì tư duy ở trong các môn tự nhiên khác, các môn xã hội nó cũng khác. Môn xã hội thường là nó phải hơi trừu tượng một tí này, linh hoạt một tí, biện chứng một tí, đòi hỏi sự nhạy cảm một tí. Thế còn ở trong các môn tự nhiên thì nó hơi bị phân tích, tư duy mang tính chất phân tích và siêu hình. Đấy. Thế cái tư duy này nó phân tích với là tư duy biện chứng nó khác nhau như thế nào? Thì thầy có thể lấy ví dụ cho nó gần gũi. Ví dụ chúng ta ăn hàng ngày, chúng ta dùng cái đôi đũa. Không ạ? Cái này là một cái yếu tố mang tính chất văn hóa. Không hiểu các bạn có biết cái đôi đũa nó bắt nguồn từ đâu không? Cái đôi đũa của người châu Á nhé, là được sử dụng mô phỏng cái động tác ăn con chim dùng mỏ. Cái hai chiếc đũa thực ra là hai cái mỏ chim, hai cái mỏ chim. Đấy, và cái tư duy của người châu Á, nhất là Việt Nam chúng ta, là tư duy linh hoạt, tư duy biện chứng. Ở chỗ là chúng ta dùng một đôi đũa cho rất là nhiều mục đích. Chúng ta có thể dùng để gắp thức ăn, đúng không? Chúng ta dùng để cắt. Các bạn không biết là dùng cắt chắc sắn, xiên, dầm, rất nhiều động tác từ cái đôi đũa. Thế nhưng mà ví dụ như người châu Âu chẳng hạn, người ta có một bộ đồ ăn gồm có dao này, thìa này, dĩa này, rồi đủ thứ linh tinh. Mỗi thứ là một việc chuyên môn hóa rồi. Đấy là tư duy của người châu Âu, là tư duy phân tích, khác với cả người châu Á của chúng ta, nhất là Việt Nam chúng ta là tư duy mang tính chất biện chứng. Hoặc thể lấy ví dụ như ở châu Âu, mũ chỉ là vật dùng để đội che nắng che mưa đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta dùng cái nón, cái nón của chúng ta, nếu mà các em về quê em thấy có thể dùng để tắt nước này, có thể dùng để quạt này, có thể dùng để đựng thay cho cái rổ này. Đấy, ngoài cái chức năng chính là che mưa che nắng, các em thấy không? Tư duy biện chứng với cả phân tích nó khác nhau ở chỗ đó. Thế thì là mỗi một môn học có cái cách tư duy khác nhau, nhưng con đường để tư duy là giống nhau. Thế con đường tư duy thì nó như thế nào? Thì nó bao gồm cái yếu tố đầu tiên là phân tích. Đầu tiên là quan sát. Đầu tiên là các em phải quan sát, ghi nhận cái hiện tượng xảy ra. Thứ hai là chúng ta sẽ đi so sánh này, liên tưởng, phân tích này. Thứ ba là chúng ta đi đặt ra giả thiết, chứng minh, phản chứng hay gì gì đó. Rồi cuối cùng là chúng ta kết luận và tổng kết nó thành một quy luật. Thế thì cái con đường tư duy đấy, nếu như bạn nào muốn thấm nhuần về nó thì các bạn thể đọc truyện Sherlock Holmes. Đấy, những năm trước mà nhiều học sinh hỏi thầy là làm thế nào để mà giải trắc nghiệm nhanh thì thầy bảo là thế thì đọc Sherlock Holmes mà sẽ hiểu. Mặc dù ông Holmes đấy, ông ấy chả viết gì thông tin liên quan nhiều lắm đến hóa đúng không? Nhưng mà đọc Sherlock Holmes chúng ta sẽ có được cái con đường tư duy. Trước đây thầy cũng từng dịch hai phần truyện khá là dài trong Sherlock Holmes cho nhà xuất bản Văn Học, đấy là phần dấu bộ tứ và vết máu thứ hai. Đấy. Nếu bạn nào muốn thầy gửi email thầy sẽ cho các bạn đọc cái bản dịch của thầy. Có thể là hồi đó nó hơi ngô nghê một tí nhưng mà thầy cho rằng nó cũng là bản dịch tốt.